Xin kính chào tất cả các bạn. Mình xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về đề tài một mọi người đang rất quan tâm, đó là các cái biện pháp để phòng ngừa dịch cúm do virus corona gây ra. Qua tổng hợp tình hình mình cũng trên các phương tiện truyền thông, mình xin chia sẻ lại với các bạn để có thể rút ra được những một số biện pháp để phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhưng trước hết mình cũng xin cầu chúc cho tất cả các bạn được mọi sự an lành, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Khi đã biết đường đi của virus rồi thì chúng ta bắt đầu kiểm tra lại từ đầu đến chân để mà tiêu diệt chúng nha các bạn. Chúng ta cũng có kiến thức là virus nó giảm khả năng sống và dễ chết do nóng nhiệt và tia cực tím của mặt trời. Do đó mà chúng ta cũng sử dụng biện pháp này để tiêu diệt nó bằng cách là trong giai đoạn này thì cũng không nên sử dụng máy điều hòa mà sử dụng máy sưởi ấm khi cần, là cho những người có cơ thể yếu thì cũng có thể làm hồi phục được, và các bác sĩ đã áp dụng để chữa trị và khỏi bệnh cho bệnh nhân.
Khi đã trang bị đầy đủ ở bên ngoài, ngăn ngừa đường xâm nhập từ bên ngoài, thì chúng ta phải nâng cao sức đề kháng ở bên trong để cơ thể có thể tự chống lại, diệt được con virus đó. Thì tăng sức đề kháng của chúng ta thì cơ bản là phải ăn uống đầy đủ và đủ dinh dưỡng. Chú ý ăn đủ lượng và đủ chất. Có nghĩa là trong giai đoạn này, những người ăn kiêng cũng để cho giảm cân thì cũng cần chú ý, cũng không nên quá ăn kiêng mà phải ăn cho đầy đủ thì cơ thể mới có sức để chống lại xâm nhập của virus. Và việc ngủ, để uống đủ nước hoặc là tập thể dục đều là rất cần thiết. Về thể chất là như vậy, về tinh thần thì cũng là rất là quan trọng, để tránh để căng thẳng và bị stress. Mọi người cần cố gắng để tự bảo vệ mình, bản thân và gia đình cũng như là cộng đồng, trong khi chờ đợi tin vui từ những thành tựu của y học thế giới.